em là thiên thần, đến bên anh thật ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu my, my angel, you are my angel.
đến bên em thật nhanh. Nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu và bây giờ này
để các bạn đẹp trai đã có dịp đến để có thể đi chó về chầu và để làm cái thời gian cũng như hai gia đình đã có học và được cái thời gian đẹp nhất để cho cô dâu chú rể thắp hương với gia đình đẹp trai. Thì chúng tôi cũng không có nhiều lời để mà qua công tác sau đó chúng tôi sẽ chuyển di chuyển về nhà trai sẽ có nhiều câu phát biểu hơn nữa. Thì trước hết để đảm bảo cho xin lễ đón dâu thì thay mặt cho hai bạn nhà gái xin được cảm ơn các cùng công các bạn và nhà trai đã sắp xếp được thời gian đến để làm công tác đón dâu đảm bảo thời gian và chúc cho buổi đón dâu của hai cháu ngày được thành công tươi đẹp. Vâng, kính thưa các cụ công bà, đã được sự nhất trí và đón nhận của bên gia đình nhà gái. Thì hôm nay tôi xin thay mặt cho gia đình hai bên xin mời hai mẹ lên trao nhận để cùng hướng dẫn hai cháu lên thắp hương gia tiên để cùng mời với tất cả giáo viên hai bên bốn họ cùng đưa cháu về làm dâu và làm lễ thành hôn tại ngôi trường. Dâu hiền kẻ thảo vào làm lễ gia tiên trong nhà. Thứ nhất chào hỏi nhà cha, thứ hai là để ghi nhớ ông bà tổ tiên. Hôm nay tôi sẽ thành viên thắp hương tứ chuyển nên duyên vợ chồng và sau đây xin các thầy hỗ trợ cho một tràng pháo tay để cô đón cũng như chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Cảm ơn các thầy cô giáo, luôn mang cả hạnh phúc chúc cho đôi bạn trẻ trong tình duyên mãn và đầu nhớ phu thê. Em thêm một chút lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu. Gửi lời cảm ơn và xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, bạc đầu bía phu thê. Và kính thưa toàn thể các cụ, các bà, cậu mợ, cô dì, chú bác quý mến, tình yêu của đôi bạn trẻ đã phải trải qua bao nhiêu tháng gió, thăng trầm của cuộc sống. Và để đến được ngày hạnh phúc hôm nay thì chú rể Đặng Dũng, chú rể anh Dũng cũng đã nói với cô dâu Đặng Phượng như sau. Phượng ơi, đồi chè là đất trồng cau cho Dũng, trồng té dây trầu nằm bên. Khi nào trầu ấy lớn lên, Dũng sẽ sang đấy đón Phượng về làm dâu một nhà. Và hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, đặc biệt sự hợp tình của đôi bạn trẻ, ban tổ chức xin được thông báo trân trọng buổi đại lễ vu quy cho cô dâu Đặng Phượng và chú rể anh Dũng xin phép được bắt đầu. Xin toàn thể hỗ trợ trong tay bắn ra buổi lễ vu quy hôm nay thì chú rể tôi quen cũng rất là nhanh gọn thôi. Xin hỏi chú rể anh Dũng đã hôn cô dâu bao giờ chưa? Chú rể bảo bây giờ mới hôn. Vâng, đấy là một câu trả lời của chú rể anh Dũng hết sức là ngọt ngào. Và sau đây là xin hỏi cô dâu Đặng Phượng đã hôn chú rể bao giờ chưa? Cả hai người chưa hôn nhau bao giờ. Đúng là yêu nhau thì mới được hôn nhau. Đấy, có những người mà chưa yêu đã hôn đau hết cả mồm rồi. Vâng, sau đây là đúng giờ lành tháng bạc, giờ kim cương. Sau đây xin mời chú rể hãy quay về phía cô dâu 37 độ 5. Cô dâu sẽ quay về phía chú rể 35 độ 7 ạ. Chú rể sẽ đặt tay vào phần mềm nhất của cô dâu đi ạ. Phần mềm nhất là chỗ nào nhỉ chú rể nhỉ? Chú rể hè hè. Chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mềm. Vâng, xin cảm ơn chú rể rất nhiều. Xin mời cô dâu hãy đặt tay lên phần bờ vai cứng nhất của chú rể đi ạ. Đây là bờ vai sẽ là cùng chèo lái con thuyền hạnh phúc của mình. Xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và sẽ hợp tác theo xuân quen nhé. Hai người chưa hôn nhau bao giờ mà dành tặng nụ hôn để hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể các cụ, các bà, cậu mợ, cô dì, chú bác, quan viên hai họ, nhà trai, nhà gái cùng toàn thể các vị khách quý hôm nay. Xin toàn thể hỗ trợ cho một tràng pháo tay buổi lễ vu quy mừng tân hôn cho chú rể anh Dũng và cô dâu Đặng Phượng. Xin phép được bắt đầu 3, 2, 1 hôn. Xin chào
hồng hồng nào phúc chất của cô dâu chú rể dành tặng cho nhau cũng như đáp lại tình cảm của cô dâu đã vun vén hạnh phúc cho hai con đến hôm nay. Và sau đây sẽ là món quà rất ý nghĩa của ông bà. Ông bà ngoại cũng có món quà để dành tặng cho hai cháu, để một hạnh phúc cho hai cháu. Chúc mừng bà. Xin cảm ơn món quà rất ý nghĩa của ông bà ngoại đã dành tặng cho hai cháu ngày vui hạnh phúc. Càng ngọt ngào hơn, càng ý nghĩa hơn nữa là món quà của bố mẹ thân sinh ra cô dâu Đặng Phượng cũng gửi tặng cho dâu con Giải Hiền và con gái Thảo của mình. Vâng, xin mời bố mẹ thân sinh ra cô dâu hãy trở lên bục sân khấu để có món quà để trao tặng cho hai con. Đúng là đi khắp thế gian này không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Vâng, sau đây là món quà hết sức ý nghĩa của bố mẹ thân sinh ra cô dâu Đặng Phượng gửi tặng cho hai con và chúc hai con mãi mãi là dâu hiền rể thảo của họ nội họ ngoại chúng ta. Vâng, một lần nữa xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, thay lời cho hai con cũng kính chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, mãi mãi là điểm tựa, mãi mãi sẽ là chỗ dựa của mẹ đã sinh thành ra hai con. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn. Em thêm một chút lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian, đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên bốn họ, lần đầu tiên cho tôi thay mặt phái đoàn họ nhà trai cũng như thay mặt cho dòng họ bên nhà trai xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời cảm ơn chân thành đến toàn thể phái đoàn họ nhà gái hôm nay đã dành những tình cảm lồng ấm đón tiếp phái đoàn họ nhà trai đến xin dâu. Kính thưa toàn thể hội hôn, thì trải qua một quá trình tìm hiểu của hai cháu đã đến độ chín mùi, cũng như sự quan tâm vun vén của hai bên gia đình và sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình chúng tôi cùng làm lễ thành hôn cho hai cháu. Và cũng xin được phép đón cháu Phượng về làm dâu con trong họ tộc gia đình nhà chúng tôi. Và tôi cũng xin thay mặt cho họ nhà trai cũng xin gửi gắm cháu Dũng trở thành rể hiền bên gia đình nhà gái. Để chúc mừng cho hạnh phúc hai cháu hôm nay, tôi cũng xin tặng hai cháu những món tình quà của những người cha chú. Chú xin chúc hai con tình trăm năm viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Để trong tình yêu của hai cháu cũng như hạnh phúc của hai cháu, tôi xin thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai xin kính mời tất cả quan viên bốn họ cùng các cụ, các ông, các bà, chúng ta cùng di chuyển về tại hôn trường của nhà trai để cùng làm lễ thành hôn cho hai cháu. Vâng, xin được kính mời ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, vâng, thưa kính thưa hội hôn, kính thưa toàn thể các quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác của hai họ đã đến giờ đón dâu cũng như là được những thời gian của hai gia đình chọn lựa đẹp nhất. Và chúng tôi thay mặt cho phái đoàn nhà gái xin được chúc sức khỏe đến toàn thể hội trường hội hôn của hai cháu hôm nay, sức khỏe dồi dào và chúc cho hai cháu hạnh phúc viên mãn. Để đảm bảo cái thời gian đưa cháu về nhà chồng thì chúng tôi cũng chỉ có một chút
lời ý kiến thôi. Thì bác đại diện nhà trai đã phát biểu rồi, thì chúng tôi chỉ có muốn nói rằng tạo điều kiện tất cả mọi cái thuận tiện nhất để đưa hai cháu được về hôn trường nhà trai được thời gian tốt đẹp nhất. Xin nhường lời. Dạ vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Với gia đình thắp hương để đảm bảo thời gian thì hết.
Và ngay sau đây với lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện gia đình Hoàng Thị Gái thì cũng không thể thiếu được tình cảm, và đó là ý kiến thông tin được chấp nhận đồng thuận và mong muốn rằng được đón người con gái, người cháu dâu đến với gia đình Hoàng nhà trai để chính thức thực hiện lễ dâng hương. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Phong Thủy, trưởng đoàn đại diện gia đình Hoàng nhà trai sẽ có ý kiến để cô dâu chú rể được đến dâng hương. Xin mời. Thưa các cụ, các ông, các bà, thưa quan viên bố họ, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời chào lương nhiên đón chào phái đoàn Hoàng nhà gái đã cùng với phái đoàn Hoàng nhà trai được trao về tại hội trường cũng như là tại tư gia để thắp hương gia tiên mừng trong buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua quá trình tìm hiểu cũng như là được sự vun đắp của hai bên gia đình, cháu Dũng và cháu Phương hôm nay đã chính thức lên duyên vợ chồng. Và tôi cũng xin được thay mặt cho đại diện gia đình nhà trai xin đón nhận và xin chính thức nhận cháu Phương là dâu, là con trong gia đình họ nhà trai chúng tôi. Và cũng một lời gửi gắm, cháu Dũng sẽ là rể, là con, là cháu của gia đình họ nhà gái đến đó. Và để cho chương trình của hạnh phúc của hai cháu, tôi xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến sự hiện diện đông đủ của phái đoàn nhà gái và sự có mặt đông đủ của tất cả hai họ chúng ta hôm nay đã có mặt tại đây chứng kiến những nhất long trọng để hai cháu thắp lên những nén nhang tại cổ đường báo cáo chính thức thành vợ thành chồng. Một lần nữa tôi xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, bước lễ ý nghĩa điểm phòng có không chỉ mong muốn rằng đứa con dâu chú rể của chúng ta là con chung cháu chung của hai gia đình, mà bên cạnh đó còn mong muốn rằng bước lễ ý nghĩa này để nhập tất cả những đồ dùng vật dụng cá nhân mà gia đình họ nhà gái là gia đình ông bà Thiên Nguyệt đã chuẩn bị cho người con gái của mình để ngày hôm nay theo chồng về đến quê cha đất tổ, đó là xóm Trúc Mai, xã La Hiền, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Và ngay sau bước lễ nhập phòng, ngay sau khi quý vị chúng ta được thưởng thức những chén trà, chén rượu tình yêu, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời và kính nhờ tới trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, ông Nguyễn Phong Thủy sẽ có ý kiến, có những lời mời trịnh trọng để thay cho gia đình ông bà Long Nguyên cũng như bố mẹ Thái Doanh để mời tới đại diện toàn đoàn nhà trai nhà gái cùng tất cả quý vị chúng ta cùng tiến ra dọc tiệc chính của gia đình để cử hành đại lễ thành hôn và dự tiệc với ngày lễ ngày đại. Chúc vui cho cô dâu chú rể trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời. Đồ của em ấy. Vâng, cũng như lời MC đã nói, kính thưa các bố và các bà, qua quá trình rất nhanh chóng cháu đã làm lễ gia tiên. Sau đây thay mặt cho gia đình họ nhà trai, tôi xin được trân trọng kính mời tất cả hai bên gia đình nội ngoại ba bề bốn bên chúng ta cùng di chuyển vào trong hôn trường tại xóm Trúc Mai để cùng làm lễ thành hôn cho hai cháu. Xin kính mời. Vâng, xin nhờ tới hai vị trưởng đoàn ông Nguyễn Phong Thủy cùng với ông Đặng Thanh Bình sẽ cùng gửi lời mời tới đại diện toàn đoàn của chúng ta. Và xin mời cô dâu chú rể sau khi chụp xong những ảnh kỷ niệm tại phòng hạnh phúc của mình, hãy cùng nhanh chóng cùng với những cánh hoa đèn thắm di chuyển đến với căn phòng đại lễ chính của gia đình. Đó là chương trình đại lễ thành hôn để dành tặng cho hai bạn với những bước lễ ý nghĩa, và đó cũng là những giây phút để thể hiện tình cảm, tình yêu thương của hai bạn. Xin mời. Em thêm một chút lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu sẽ chờ che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát say. Dù em mãi em cho mãi mãi em cho, dù em mãi
cô dâu, chú rể, những ngày đẹp đang đến với buổi đại lễ của chúng ta. Và hai người đi đầu tiên đó là hai vị trưởng đoàn, là những người mang nét đẹp, mang những truyền thống văn hóa của hai gia đình, của hai địa phương, của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, của xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Và xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta hãy cùng tiến vào hai số lễ đầu tiên. Và xin mời cô dâu, chú rể, đôi bạn trẻ anh Dũng và Đặng Phượng, chúng ta hãy cùng gửi lời mời tới tất cả quý vị đại diện toàn đoàn. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi đại tiệc ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục hướng về sân khấu và hãy vui lòng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón hai nhân vật chính, đôi bạn trẻ anh Dũng và Đặng Phượng cùng chung tay tiến về sân khấu. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đã là ông bà, là cha mẹ thì các con khôn lớn trưởng thành luôn mong muốn rằng những điều tốt đẹp nhất được dành lại cho các con các cháu của gia đình chúng ta. Và ngày hôm nay, ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi mong muốn rằng được đón mời tiến về sân khấu đó là những người đã có công vô bờ bến đối với cô dâu chú rể, đối với mối tình hạnh phúc hôn nhân ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy tiếp tục dự trà dự tiệc và thưởng thức món ăn tinh thần, và đó cũng là những giây phút để chúng ta cùng chung tay hoàn tất các thủ tục, các bước lễ tại sân khấu. Và ngày hôm nay, với sự hiện diện của cô dâu chú rể thì đó không thể thiếu được hai vị trưởng đoàn đại diện cho người đưa, người đón, và đó cũng là những người đã được sự ủy quyền tín nhiệm của hai gia đình để có mặt tại đây hướng dẫn cho các con các cháu bước lên con thuyền và chính thức đưa con thuyền của mình vượt sóng ra khơi. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn, đó là ông Nguyễn Phong Thủy, ông Đặng Thanh Bình, đại diện hai nhà trai và gái. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay như Dương Nam đã giới thiệu tới tất cả quý vị thì đó là cái tình cảm thiết thực không thể thiếu được trong giây phút đầu tiên mà ban tổ chức chúng tôi mong muốn được giới thiệu tới đại diện hai đoàn, tới các vị khách quý. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngoài những tình cảm thịnh tình của cha mẹ dành tặng cho các con thì đó là những giây phút yêu thương lo toan của ông bà nội dành tặng cho người cháu trai, cháu dâu yêu quý của mình. Và ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà Ngô Gia Long và Nguyễn Thị Nguyên, là ông bà nội của chú rể anh Dũng, sẽ cùng chung tay tiến về sân khấu. Xin mời. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị để chào đón ông bà. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay để cùng chung tay chung bước với hai vị trưởng đoàn, cùng chung tay chung bước với ông bà nội của chú rể anh Dũng thì đó, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của cha mẹ, đó là sự hiện diện của ông bà Nông Quốc Thái và Nguyễn Thị Doanh. Và xin mời bố mẹ hãy cùng chung tay tiến về sân khấu, đứng kế cận với người con dâu yêu quý của mình, kế cận với vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật đặc biệt tiếp theo của tất cả quý vị để chào đón. Xin mời quý vị và các bạn thân mến, giây phút đầu tiên cô dâu chú rể của chúng ta được nhập gia vào hồi 15:40 ở tại tư gia và đã thực hiện thành công tốt đẹp những bước lễ tại tư gia. Và ngày hôm nay cô dâu chú rể của chúng ta mong muốn rằng được đón nghe những tình cảm, những lời phát biểu, những ý nghĩa của hai vị trưởng đoàn không chỉ dành lại cho cô dâu chú rể tại tư gia, mà bên cạnh đó còn mong muốn rằng được thể hiện trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Thưa quý vị, khi cô dâu chú rể của chúng ta có mặt tại gia đình họ nhà trai thì đó, hai vị trưởng đoàn ngày hôm nay cũng chỉ vẻn vẹn dành tặng đủ cho các con các cháu những lời xin phép đối với bậc gia tiên, đối với các cụ không có bà, để cô dâu chú rể được thực hiện lễ dâng hương kính báo tổ tiên. Và ngay ngoài đây, hai vị trưởng đoàn có mặt tại sân khấu với sự hiện diện đông đủ của thân tộc nội ngoại, với sự hiện diện đông đủ của các vị khách quý, với một sân khấu xanh hoành tráng, một không gian tiệc cưới sang trọng ý nghĩa đã được gia đình cùng với các đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị cho hai bạn. Thì ngay sau đây, những lời vàng ngọc đó sẽ là món gia vị để thêm vào hương vị tình yêu của hai bạn. Và tiếp theo đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, nhà gái sẽ có những lời phát biểu giới thiệu làm quen, cũng như có những lời chúc mừng hạnh phúc ý nghĩa đối với cô dâu rể. Và lời đầu tiên để thể hiện lòng hiếu khách của gia đình họ nhà trai, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đặng Thanh Bình thay lời cho gia đình ông bà Hiền Nguyệt tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên có ý kiến phát biểu tới tất cả quý vị đang có mặt trong chương trình đại lễ. Xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể hội trường ngày lễ tân hôn của hai cháu Dũng và Phượng, thay mặt cho phái đoàn nhà gái chúng tôi, trước hết xin được cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn đã đón tiếp nồng ngợ, đã có sự chu đáo đón tiếp phái đoàn nhà gái, và nhất là sự chung tay của hai họ đưa cháu về với hôn trường lễ tân hôn được đúng thời gian quy định với ban tổ chức. Chúng tôi có một đôi lời phát biểu như sau về cháu gái Đặng Phượng, được nuôi lớn thành con thành người, đã được bố mẹ dạy bảo, đến nay đã lớn và đã được sự thương yêu
của cháu Dũng, cũng như là hội trường của nhà trai, cũng như là toàn thể các quý vị, quý ông, quý bà, nhà trai đã chấp nhận và đón cháu gái tôi về làm dâu. Cháu tôi có lớn nhưng còn những sự mà để khiếm khuyết là còn rất nhiều. Cũng rất mong các cụ, công, các bà cùng toàn thể hội hôn hôm nay chúng ta có sự chứng kiến cho đôi bạn trẻ được thành công, được hạnh phúc, và chúc cho hai cháu mãi mãi bên nhau, và chúc cho toàn thể hội hôn, lễ tân hôn của hai cháu hôm nay được thành công rực rỡ. Trước khi ngừng lời chuẩn bị sang năm mới, thay mặt cho phái đoàn nhà gái xin được chúc toàn thể hội hôn chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời thân ái nhất. Xin được cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu ý nghĩa thịnh tình của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay gia đình họ nhà trai mang những lễ vật đến với gia đình họ nhà gái để mong muốn rằng đón cái non trẻ, đón cái sự trưởng thành của các con các cháu. Dù là ở tuổi trẻ, thiếu về kinh nghiệm, kỹ năng trong cuộc sống, nhưng ông bà, những cha mẹ luôn mong muốn rằng tiếp tục hướng dẫn chỉ bảo cho các con các cháu để luôn luôn làm sao phát triển trên con đường tương lai hạnh phúc vững bền tốt đẹp. Và ngày hôm nay trong mối tình cho hạnh phúc hôn nhân này, với những kinh nghiệm của ông bà, của cha mẹ đã được truyền hóa từ lâu đời đến ngày hôm nay, đến giây phút này, thì không chỉ là gia đình họ nhà gái mong muốn, mà bên cạnh đó gia đình họ nhà trai cũng mong muốn rằng được có những kiến phát biểu để tiếp tục chúc phúc hạnh phúc, để tiếp tục hướng tới cái câu chuyện tình yêu và để vun vén cho các con các cháu được vuông tròn, mặn nồng, đầy đủ ý nghĩa như chương trình đại lễ mà quý vị chúng ta đang cùng mang tình cảm tới đây để chúc cho hai bạn. Và ngay sau đây, với những lời phát biểu ý nghĩa của ông Đặng Thanh Bình thì cũng không thể thiếu được những lời đáp lại, đó là những tình cảm, là lời cảm ơn, lời mời trịnh trọng chân thành của gia đình họ nhà trai đối với toàn đoàn của gia đình họ nhà gái. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Phong Thủy sẽ có đôi lời để đáp lại tình cảm của ban đại diện gia đình họ nhà gái, cũng như gửi lời cảm ơn thân tình đến tất cả các vị quan khách quý đang có mặt trong buổi đại lễ ngày hôm nay. Xin mời. Thưa các cụ, các ông, các bà, thưa quan viên bốn họ, lần đầu tiên cho tôi xin được thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin nhiệt liệt chào đón sự có mặt hiện diện đông đủ của phái đoàn họ nhà gái đã có tại hôn trường hôm nay để cùng hai bên gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và tôi cũng xin được đại diện cho gia đình xin được gửi tới lời chào, lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả các quý vị đại biểu, tất cả các quý vị quan khách đã dành thời gian, dành tình cảm thân thương đến dự buổi lễ thành hôn của hai con cháu chúng tôi. Vâng, kính thưa các cụ, công, các bà, thưa toàn thể hội hôn, thì trải qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Dũng và cháu Phượng cũng đã đến độ chín mùi và cũng được sự nhất trí và vun vén của hai bên gia đình đã thống nhất tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, và cũng như sự quan tâm và đồng ý và chấp nhận của chính quyền địa phương. Ngày hôm nay tại hôn trường xóm Trúc Mai, hai gia đình chúng tôi xin được long trọng làm một tiệc cưới lễ tân hôn cho hai cháu. Các cụ ta thì xưa có nói trai lớn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Cái công lao hôm nay tôi cũng xin được đại diện thay mặt cho họ nhà trai một lần nữa gửi đến lời cảm ơn chân thành, lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình họ nhà gái cũng như bố mẹ của cháu Phượng đã có công nuôi dưỡng, và hôm nay cũng như lời gửi gắm của đồng chí đại diện bên gia đình nhà gái, tôi xin thay mặt cho gia đình nhà trai xin đón nhận cháu về làm dâu con trong gia đình, và cũng xin gửi gắm cháu Dũng trở thành con là rể là cháu của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái. Một lần nữa xin được thay mặt cho toàn thể quan viên cũng như toàn thể hai họ, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể hội hôn, chúc các quý vị một năm mới sắp đến một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Và một điều đặc biệt cũng xin gửi gắm lời chúc đến hạnh phúc trai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Thưa quý vị, với cái khoảng cách địa lý giữa hai gia đình chúng ta từ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đến với xóm Trúc Mai, xã Lai Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, thì ngày hôm nay với cái khoảng cách địa lý là 40 km, thì hai vị trưởng đoàn của chúng ta với tình cảm, với những lời vàng ngọc cũng không vơi câu nào, không thiếu chút nào, và với những tình cảm ý nghĩa đặc biệt thiết thực đó, thì ngay sau đây thay lời cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của các bạn trẻ anh Dũng, Đặng Phượng xin phép được bắt
đâu. Và xin một tràng pháo tay thật đồng nhiệt của tất cả quý vị. Lễ thành hôn của các con các cháu, xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay, những nhân vật vô cùng quan trọng đã được tiến lên sân khấu. Tất cả quý vị chúng ta đang có mặt ở đây tượng trưng cho những bông hoa tươi thắm, nhưng những bông hoa đẹp nhất tỏa nhiều ngát hương đó là hai vị trưởng đoàn, đó là ông bà, là cha mẹ và cùng với cô dâu chú rể có mặt ở đây. Và ngay sau đây, với sự nhất trí cao, đồng tâm nhất trí của cô dâu chú rể, thì hai bạn chúng ta mong muốn rằng được hướng về nhau để trao cho nhau món quà cưới kỷ vật trong tình yêu, và đó là cách để hai bạn thể hiện tình yêu. Và hai vòng nhẫn cưới được trao vào tay cô dâu chú rể thì đó là giây phút hai bạn chính thức thuộc về nhau. Và ngay sau đây xin mời chú rể hãy cùng hướng đến với người vợ yêu của mình, đó là người con gái nét na thảo hiền xinh đẹp đến từ xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Cho người con gái để từ nay hai bạn sẽ chính thức thuộc về nhau. Và nhìn thấy vòng nhẫn cưới đó là chúng ta đã trải qua một thời gian dài để chờ đợi, yêu thương và tìm hiểu. Xin mời chú rể hôn nhẹ vào tay mà mình đã đeo vòng nhẫn cưới cho người vợ yêu. Xin mời. Và xin mời cô dâu hãy tiếp tục trao và dành lại món quà cưới cho người chồng yêu của mình. Thưa quý vị, món quà cưới đó là tình cảm, tình yêu thiết thực của hai bạn dành trọn cho nhau. Và đó còn là lời hứa hẹn thề của hai bạn trước sự chứng kiến của quan viên hai bên của dòng họ. Và ngay sau đây xin mời hai bạn hãy cùng hướng với nhau để tiếp tục trao cho nhau một nụ hôn đầy ý nghĩa. Và xin mời hai bạn hãy cùng hứa hẹn thề với nhau vào một nụ hôn thật ngọt ngào đầy ý nghĩa. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với Dương Nam ạ. Từ 1 đến 3 để đó nụ hôn của xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên chính thức được cập bến bờ đến với xóm Trúc Mai, xã La Hiền, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 1, 2, 3, xin mời. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thưa quý vị, nụ hôn là một món gia vị trong bữa ẩm thực của chúng ta. Ngày hôm nay, nhà hàng Hào Quyên đã chuẩn bị những món ngon, rất nhiều những hương vị tuyệt vời. Nhưng đó, nụ hôn là một hương vị trong tình yêu mà không thể thiếu được trong cuộc sống. Và đó, bữa tiệc ngày hôm nay được đan vào những hương vị của nụ hôn. Thì đó thật tuyệt vời, là khoảnh khắc ý nghĩa mà quý vị chúng ta đang được đón nhận. Và ngay sau đây xin mời hai bạn hãy cùng đến với ngôi nhà, con đường của mình bằng những biểu tượng. Đó được tượng trưng cho tầng bánh, tầng rượu, hạnh phúc đang có mặt ở phía trước của sân khấu. Và xin mời chú rể hãy cùng chung tay với người vợ yêu của mình, cùng đón nhận để chung tay cắt bánh và đến khám phá với những cái hương vị ngọt ngào, đầy đủ những sắc màu trên tầng bánh của mình. Thưa quý vị, tầng bánh để tượng trưng cho ngôi nhà của hai bạn có rất nhiều những hương vị, những cung bậc của tình yêu, có đỉnh điểm cũng như có được những sắc hoa thật tuyệt vời. Và xin mời hai em hãy cùng chung tay nở nụ cười thật tươi để cắt bánh lễ thành hôn, hay còn gọi là bánh hôn nhân, bánh phu thê, bánh tình, bánh nghĩa, bánh vợ chồng của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời hai em hãy tiếp tục tiến tới bàn rượu để rót rượu. Trước tiên là để cảm ơn tới ông bà nội, cảm ơn tới cha mẹ, cảm ơn tới hai vị trưởng đoàn, cảm ơn tới tất cả quý vị đã có mặt trong buổi đại lễ. Và xin mời chú rể hãy cùng với người vợ yêu của mình, và xin mời cô dâu chú rể, mỗi người chúng ta hãy cùng đến để mở một chai rượu tình yêu. Để đó tượng trưng cho hai chai rượu đang trên tay của cô dâu chú rể là rượu nghĩa vợ chồng chúng ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay sau giây phút mà cô dâu chú rể của chúng ta chung tay rót rượu, thì đó là tổ chức chúng tôi còn mong muốn rằng đem lại cho quý vị một giây phút rất là ý nghĩa của cô dâu chú rể. Và xin mời hai bạn hãy cùng chung tay để rót lên tham ly tình yêu hạnh phúc của mình với những ly rượu tình yêu đã được trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Hào Quyên, âm thanh ánh sáng Siêu Hằng ghép lên đây thành một biểu tượng, một tháp ly có đỉnh điểm của hôn nhân, đó là tình bạn đến với tình yêu, đến với hôn nhân và đến với mái ấm gia đình hạnh phúc. Và xin mời chú rể hãy cùng luồn tay phải về eo của người con gái xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên để chính thức kết hợp với những hương vị cay men nồng của rượu tình yêu, sự ân ái nồng cháy của hai bạn. Đó là những nụ cười thật tươi mà cô dâu chú rể đang cùng hướng tới đem lại. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay xin mời cô dâu rể chúng ta hãy tiếp tục đến để mở chai rượu tình yêu thứ hai.
và hãy rót ra 8 chiếc ly đang có mặt ở trên bàn rượu. Thưa quý vị, trong quá trình mà Dương Nam tổ chức các chương trình sự kiện thì ngày hôm nay là chương trình đầu tiên mà số ly ở trên bàn rượu rất nhiều. Đó, theo ý kiến của chú rể, rất mong muốn rằng ngày hôm nay mỗi một ly rượu đó mong muốn rằng thể hiện tình cảm của cô dâu chú rể đối với những nhân vật vô cùng quan trọng trong mối tình hạnh phúc hôn nhân của hai bạn. Và xin mời cô dâu rể chúng ta hãy cùng rót ra 8 chiếc ly đang có mặt ở trên bàn rượu của mình. Và xin mời cô dâu hãy cùng chung tay với người chồng yêu của mình để rót ra những ly rượu. Thưa quý vị, và 8 nhân vật vô cùng quan trọng mà ban tổ chức chúng tôi mong muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà nội là ông bà Long Nguyên, cùng với bố mẹ là ông bà Thái Doanh, cùng với hai vị trưởng đoàn hãy một lần nữa vui lòng tiến về sân khấu để đón lễ dâng rượu của cô dâu chú rể. Đó, mỗi một chén rượu để thể hiện tình cảm báo hiếu của cô dâu chú rể đối với tất cả quý vị quan trọng ngày hôm nay. Và xin mời hai em hãy rót hết lên tham ly tình yêu của mình. Vâng, xin mời hai vị trưởng đoàn, ông bà nội, bố mẹ hãy cùng tiến về sân khấu. Và ngay sau đây xin mời hai vị trưởng đoàn hãy cùng đứng ở chính giữa. Ông bà nội đứng kế cận với MC. Và xin mời bố mẹ hãy cùng đến kế cận với vị trưởng đoàn nhà gái để ngày hôm nay các con sẽ lần lượt dâng rượu cho những nhân vật vô cùng quan trọng. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy cùng lần lượt dâng rượu cho ban đại diện của gia đình họ nhà trai. Và chú rể hãy dâng rượu cho ban đại diện nhà gái. Xin mời. Và xin mời chú rể hãy lần lượt đón ly cho người vợ yêu của mình. Và cô dâu hãy lần lượt nở nụ cười thật tươi để nâng ly cho các vị đại diện, đặc biệt ông bà nội là ly rượu đầu tiên ạ. Ông nội xin mời. Ly rượu tiếp theo đó là bà nội. Ly rượu tiếp theo đó là của cha, của mẹ. Xin mời. Và ly rượu đặc biệt ý nghĩa của cô dâu dành tặng cho đoàn nhà trai đó là ông Nguyễn Phong Thủy, trưởng đoàn. Xin mời. Vâng, và ngay sau đây đó là ly rượu đặc biệt ý nghĩa chú rể sẽ cùng dâng cho trưởng đoàn đại diện nhà gái. Xin mời. Và để Dương Nam cầm giúp đóa hoa cho cô dâu ạ. Xin mời. Và cô dâu chú rể chúng ta hãy bấm vào ngay sau đây. Xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn, ông bà nội, bố mẹ sẽ cùng với cô dâu chú rể, đại gia đình của chúng ta hãy cùng nâng ly, cụm ly và cạn ly. Đặc biệt cô dâu chú rể hãy lồng tay để thưởng thức ly rượu ra môi. Và xin mời đại gia đình của ta hãy cùng nâng ly ạ. Xin mời. Một giây phút rất là ý nghĩa. Đó là ý kiến của chú rể ngày hôm nay, mong muốn rằng được báo công, báo cáo cũng như mong muốn rằng được báo hiếu tới ông bà, tới cha mẹ, cũng như gửi đáp những tình cảm tới hai vị trưởng đoàn. Và xin mời hai vị trưởng đoàn, ông bà nội, bố mẹ chúng ta cùng nâng ly. Và cô dâu rể chúng ta hãy cùng hướng với nhau lồng tay để thưởng thức ly rượu ra môi. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly rượu tình yêu với hai bạn. Xin mời. Với ly rượu ngày hôm nay thì có lẽ là ông bà nội sẽ trẻ thêm vài tuổi khi người cháu trai của mình đã khôn lớn trưởng thành. Với ly rượu này đó là niềm vui của cha của mẹ. Xin được cảm ơn tới hai vị trưởng đoàn, cảm ơn tới ông bà và bố mẹ. Xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta hãy cùng trở lại dãy bàn tiệc để đến với dãy bàn tiệc dự tiệc với gia đình. Và ngày hôm nay phần quà đầu tiên của ban tổ chức chúng tôi mong muốn rằng được bắt nhịp cầu Hào Quyên âm thanh ánh sáng Sửu Hằng để đem tới cho cô dâu cho chú rể. Đó, phần quà đầu tiên ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông bà nội là ông bà Long Nguyên dành tặng cho các cháu là cháu trai, cháu dâu của mình. Xin mời. Trong buổi đại lễ ngày hôm nay, cố trọng cũng có những món quà hồi môn để lại cho người con trai, người con dâu yêu quý của mình. Và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời và ông bà nội sẽ tự tay thay cho tình cảm của bố trọng dành tặng cho các con. Và ngày hôm nay với những tình cảm mà bố trọng để lại cho người con trai, con dâu yêu quý của mình thì đó, bố Nông Quốc Thái cùng với mẹ Nguyễn Thị Doanh cũng mong muốn rằng được chung tay với ông bà nội để chuẩn bị cho các con làm sao có một buổi đại tiệc thật ý nghĩa, thật ấm nồng tình cảm. Và ngay sau phần quà của ông bà nội, của bố trọng, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà Thái Doanh là bố mẹ của cô dâu hãy cùng nán lại tại sân khấu. Là bố cùng với mẹ sẽ cùng ít phút nữa cùng chung tay cùng với các con đón nhận phần quà tiếp theo. Đó là phần quà của ông bà ngoại. Và xin mời ông bà ngoại hãy cùng tiến về sân khấu. Xin mời ông bà nội hãy cùng ghé sát với các con, các cháu của mình cùng đón nhận những phần quà bà ngoại đang hướng tới với sân khấu để dành tặng cho các cháu. Thưa quý vị, sau phần quà của ông bà nội, ông bà ngoại, bố trọng thì ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ
Nông Quốc Thái và Nguyễn Thị Doanh cũng như mẹ ngày hôm nay đã cùng chung tay với ông bà nội của chú rể anh Dũng để chuẩn bị một buổi đại lễ đại tiệc thật ý nghĩa, thật đẹp mắt. Và ngay sau đây xin mời ông bà nội, ông bà ngoại sẽ cùng nán lại tại sân khấu để chứng kiến phần quà của bố mẹ trao tay cho các con của mình. Xin mời tới trưởng ban và phó ban tiếp khách của gia đình là ông Nguyễn Tiến Đạt cùng với ông Vũ Tiên Điệp sẽ cùng mời tới đại diện toàn đoàn của chúng ta đến để cùng khai tiệc và kết hợp chứng kiến những phần quà chính thức được trao tay liên tục đến với cô dâu và chú rể. Và ngay sau phần quà của bố mẹ Thái Doanh, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời phần quà tiếp theo, đó là phần quà của gia đình bà Thúy cùng chuẩn bị tiến về sân khấu. Và ngay sau đây đang tiện các bậc cao niên có mặt ở tại sân khấu thì ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn rằng ông bà nội sẽ cùng ngồi nán lại tại đây để chụp ảnh kỷ niệm với các con cháu của mình. Những kỷ vật mà bác bá đã cùng hướng tới sân khấu để trao và dành tặng cho các cháu của mình, đó là lời chúc sức khỏe, là lời chúc mừng hạnh phúc, là lời cảm ơn của đoàn nhà trai đối với đoàn nhà gái trong giây phút ý nghĩa tuyệt vời này. Khi ngày hôm nay buổi lễ ý nghĩa trang trọng được diễn ra thì đó, sự hiện diện của quý vị là nguồn khích lệ động viên, là lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất đối với gia đình, đối với cô dâu chú rể. Xin thay lời cho cô dâu chú rể cảm ơn tới bác bá, kính chúc gia đình bác bá sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn hái được thành nhiều thành công trong cuộc sống này. Xin mời phần quà tiếp theo, đó là phần quà của gia đình dì Hằng, hãy cùng tiến về sân khấu ạ. Tiếp theo đang tiến về sân khấu đó là phần quà của gia đình dì Hằng và phần quà của gia đình dì Hạ. Ngay sau đây để cô dâu chú rể của chúng ta tiếp tục đón nhận những tình cảm, ban tổ chức chúng tôi xin được nhờ tới bộ phận phục vụ. Em thêm một chút à, lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu sẽ chờ che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát say. You are my angel, my my angel. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Sẽ đến bên em thật nhanh, nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi,
Nếu như em cần anh sẽ đến bên em thật nhanh. Nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu.